going off, going thing. Chia sẻ luôn cái kinh nghiệm cá nhân của mình rằng là mình thừa nhận rằng là mình viết content bán hàng và mình đã thu hút được khá là nhiều sỉ dựa vào cái content mà mình viết ra. Đấy là lý do tại sao mà dù tại thời điểm bây giờ hay là trước đây hay là kể cả sau này nữa, lúc nào bạn cũng nên học tập cái cách để mình có thể viết một bài bán hàng thật là hay, thật thu hút người khác ở trên Facebook. Khi các bạn chọn kênh bán hàng đúng không? Chắc chắn là các bạn chọn kênh bán hàng bây giờ. Ví dụ như là Thanh để ra đơn một ngày là 5 đến 10 đơn thì Thanh khai thác tất cả các cái kênh bán hàng. Và những kênh mà Thanh đang khai thác tốt đó là cái gì ạ? Fanpage. Kênh fanpage đó là cái kênh thứ hai, đó là bắt đầu ở Zalo đơn cũng rất chi là nhiều. Cái thứ ba đó là Thanh đang làm web. Web nó sẽ tăng tỷ lệ chốt đơn là làm sao ạ? Khi các bạn chốt đơn cho một ai đó mà họ không tin thì ngay lập tức bạn copy link cái web ra thì các bạn sẽ có thể chốt đơn ngay lập tức được, bởi vì họ tin vào những cái sàn thương mại điện tử hoặc là họ tin vào web hơn, đúng không? Và cái kênh thứ ba đó là kênh bán hàng trực tiếp. Anh sẽ chia sẻ cho mọi người 10 cách mà Lan thường áp dụng cho fanpage của mình để ra đơn một cách hiệu quả. Thì trong này chị Hoàng Hồng Thanh là một sư phụ rồi nên là không có bàn tới chị Hoàng Hồng Thanh nữa. Thì trước tiên thì chúng ta cái fanpage á, là một cái cửa hàng của riêng mình hoặc là một doanh nghiệp. Thì chúng ta phải làm sao để cho nó chuyên nghiệp hơn, đủ để cho mọi người khi mà người khách đi vào thì thấy được là cái trang của mình cực kỳ uy tín. 6 cái lý do từ chối mà người ta hay trả lời hay nói nhiều nhất. Cái thứ nhất là họ sẽ nói là chị không có duyên. Cái thứ hai là chị không có vốn. Cái thứ ba là chị không biết làm. Cái thứ tư là chị không có thời gian. Cái thứ năm là chồng chị không cho làm. Cái thứ sáu là ngại. Khi
mà mọi người đi săn bắn nhá, mọi người không có mục tiêu, không có con mồi thì mình làm sao mà mình bắn trúng được, đúng không? Khi mà mình ví dụ như là khi mà mình đi đánh trận đi, mình cũng không biết địch của mình là ai ấy, thì làm sao mà mình có thể chiến thắng được cái cuộc chiến đó, đúng không? Nên là trước khi bắt tay vào làm một cái video nào đó thì mình phải xác định rằng cái video đó mình làm về cái chủ đề gì, về cái nỗi đau gì, về cái vấn đề gì mà khách hàng người ta đang quan tâm, và cái đối tượng khách hàng mà mình hướng tới ở cái video đó là ai. Khi mà bán hàng ấy thì mình xác định được cái việc chăm sóc khách hàng là một cái việc vô cùng quan trọng nha mọi người, cực kỳ quan trọng luôn. Bởi vì là cái thời buổi bây giờ là cái thời buổi vạn người bán và một kẻ mua, chứ không phải trăm người bán vạn người mua nữa. Đấy, hoặc là nếu như chúng ta không có một cái văn hóa gọi là văn hóa đam mê khách hàng ấy thì chúng ta có thể là sụp đổ bất kỳ lúc nào. Cho nên cái việc chăm sóc khách hàng là một cái điều vô cùng quan trọng. Chào tất cả mọi người, mình là Hoàng Hiền, hiện nay mình đang là giám đốc kinh doanh của công ty dược mỹ phẩm Thanh Hồng Hương. Hoàng Hiền cũng là thủ lĩnh của hệ thống H30. Các bạn ơi, sau khi tham gia cái chương trình siêu game 60 ngày do bốt tổng Trang Nhung là phụ trách, thì cái ấn tượng đầu tiên mà Hoàng Hiền cảm nhận được đấy là sự thay đổi ngoạn mục trong tất cả những cộng sự của hệ thống H30. Bước chân vào lên cái thuyền chiến này ấy, thì tất cả các chị em trong HH30, trong cái 21 thành viên trong tàu chiến HH30 đã có những thay đổi rõ rệt. Nhiều chị em khi bắt đầu bước lên tàu đủ thứ sợ hãi, đúng không ạ? Đặc biệt các bạn rất chi là sợ livestream, sợ những video hay là viết content nó đang còn rất chi là yếu. Nhưng sau 60 ngày thì Thanh thấy các chị em đã có những tiến bộ rõ rệt trong tất cả mọi lĩnh vực. Và với bản thân Thanh thì Thanh thấy rằng là được đảm nhận cái nhiệm vụ tàu trưởng, Thanh đã rèn luyện được cho mình cái khả năng lãnh đạo đội nhóm. Xin chào tất cả mọi người, mình xin tự giới thiệu, mình là Phạm Hậu, hiện tại thì mình đang là nhà phân phối lớn của công ty dược mỹ phẩm Thanh Bọc Hương. Ngày hôm nay mình làm một cái video này, muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc từ trái tim đến Big Boss Đảo Thị Nhung, người sáng lập ra thương hiệu Thanh Bọc Hương, cũng như là hai boss của mình trực tiếp, đó là boss Hoàng Hiền, boss Yến Nguyễn, giám đốc khu vực miền Bắc, luôn sát sao với đội nhóm để giúp cho chúng em có thể hoàn thành nhiệm vụ của cái siêu game 60 ngày này một cách tốt nhất, hoàn hảo nhất. 60 ngày này đã giúp cho bản thân Nan được tự tin hơn và khỏe mạnh hơn. Từ một người là lười tập thể dục thì trong khi chương trình siêu game 60 ngày này, nó đã làm cho bản thân mình là phải siêng năng lên mỗi ngày và không được lười biếng và biết là vượt qua giới hạn bản thân mình. Được tham gia siêu game này thì bản thân mình cũng như là tất cả các thành viên trên thuyền đều cảm thấy là một điều vô cùng may mắn, vô cùng là tuyệt vời. Thì lời đầu tiên cho tâm cảm ơn tới Boss Trang Nhung Đào đã sáng tạo ra cái những cái siêu game như vậy. Đây là cái siêu game thứ 3 mà tâm tham gia rồi. Mỗi cái siêu game thì đều cho mình những cảm nhận khác nhau, nhưng mà nhìn chung thì nó đều giúp cho mình phát triển cái tính kỷ luật bản thân, vượt qua những cái sự gọi là lười biếng, vượt qua những cái chức y, cố gắng để hoàn thành cái nhiệm vụ. Qua cái siêu game 60 ngày đã giúp mình trở lên năng lượng hơn, tự tin hơn, khỏe mạnh hơn, xinh đẹp hơn, bán hàng cũng tốt hơn. Nhưng mà khi mà vào H30, vào hệ thống Thanh Bọc Hương thì thực sự mới có những cái bài học mà em nghĩ rất là vô giá, đã giúp em phát triển cũng như là hỗ trợ em để làm tốt cái công việc kinh doanh online cùng với Thanh Bọc Hương ngày càng tốt hơn. Trong quá trình tham gia siêu game thì em đã lĩnh hội cũng như là tiếp thu được rất là nhiều bài học từ các chị ở các nhà phân phối lớn đã đi trước. Và bản thân em là một cái đại lý, một cái sỉ mới thì còn rất là nhiều lỗ hổng, có rất là nhiều cái yếu kém thì đã được tiếp thêm rất là nhiều năng lượng, cũng tiếp thêm được rất là nhiều bài học quý. Thật là may mắn cho em, một cô sinh viên năm thứ 3 học chuyên ngành quản trị kinh doanh được vinh dự nhận tấm vé lên tàu chiến cùng với mọi người ở Thanh Mộc Hương. Điều đầu tiên khi bước chân đến Thanh Mộc Hương đó là cảm nhận của em về tất cả mọi người, về tất cả tình cảm của mọi người dành cho mình. Thật là hạnh phúc biết mấy khi mà được tất cả mọi người, các chị trong ngôi nhà của Thanh Mộc Hương coi mình như là em út, luôn tận tình chỉ bảo, luôn tận tình chia sẻ và đặc biệt là luôn luôn động viên mình mỗi khi mà mình nhụt chí. Và tôi là rất tự hào khi tôi là một chiến binh thép và tôi dám vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân mình để bước lên con thuyền để tiếp tục chiến đấu và khai phá bản thân. Và tôi khi tham gia siêu game thì tôi nhận được rất là nhiều giá trị. Tôi thấy rằng não của tôi được thông suốt nhiều hơn, được khai sáng nhiều hơn. Và tôi có rất là nhiều kỹ năng viết content đỉnh cao, kỹ năng quay video rất là chuyên nghiệp. Và tôi có một khí chất, một thần thái, tôi hoàn toàn tự tin để đứng trước ống kính để chia sẻ rất là nhiều điều.
Và Huyền rất là vinh dự khi là được một trong 21 người tham gia các chương trình siêu game của công ty. Và hôm nay Huyền quay cái video này muốn gửi lời cảm ơn đến Upbot Trang Nhung Đào đã tạo ra cái siêu game để cho chị em trong công ty có thể tham gia và thay đổi bản thân. Có 3 từ để mình có thể mô tả về cái siêu game này, đó là quá tuyệt vời. Nếu như 2 siêu game trước thì chúng ta đã thấy nó rất là tuyệt vời rồi, thì cái siêu game thứ 3 này ai mà không tham gia thì quả là một quả điều thật cực kỳ đáng tiếc ạ. Đã cho em thay đổi rất là nhiều luôn, từ một con người ở nhà suốt ngày bị chồng chửi là ăn bám, không biết kiếm tiền, rất là chán luôn mọi người ạ. Từ khi em đã biết được sản phẩm Mộc Hương thì em thay đổi rất là nhiều, từ cách ăn nói và biết kiếm tiền. Lời đầu tiên, Hằng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến công ty dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương cùng với bọt Đào Thị Nhung, người đã tạo ra một cái sân chơi, một nơi truyền lửa học hỏi, sẻ chia những cái kinh nghiệm cho chị em chúng tớ được tham gia. Trong quá trình tham gia chiêu game 60 ngày thì Huyền rất là vinh dự và rất là tự hào khi mình được là một trong số các chị em được tham gia. Và trong quá trình tham gia siêu game thì Huyền học được rất là nhiều, rất là nhiều luôn. Đó là biết cách quay video, biết cách live stream, bán hàng trên page, hay biết cách viết content rất là tuyệt vời luôn. Mình thật sự rất cảm ơn Bốt Trang Nhung Đào là người luôn luôn dẫn dắt, là người luôn luôn dẫn đầu trong các cái xu thế kinh doanh cũng như là các cái lĩnh vực của Đông Y. Tiếp theo thì mình cũng xin cảm ơn Bốt Yến, Bốt Hiền là hai người Bốt mà mình may mắn được gặp và cũng là một cái thuyền trưởng ở trên cái chuyến tàu siêu game 60 ngày. Nhưng mà trong thời gian tham gia siêu đi game 60 ngày thì Hiền thấy được cái tính kỷ luật của bản thân, đó là tập thể dục đều đặn mỗi ngày. Cái trách nhiệm với bản thân hơn, đó là tập thể dục để nâng cao sức khỏe, rèn luyện sức khỏe cho bản thân. Và thứ hai đó là cái tinh thần đồng đội. Cái tinh thần đồng đội của các chị em trong hệ thống đó là rất chi là đoàn kết. Đã truyền lửa và truyền hết các kiến thức cho các chị em để trong các cái kiến thức đó đã giúp các chị em bán hàng và tuyển sỉ mạnh mẽ hơn. Và em mong rằng các boss sẽ có các cái siêu game và các cái chuyến tàu nhiều hơn nữa để cho các chị em miền Nam Bắc gắn kết với nhau. Mọi người, mình là Thanh, mình là tàu trưởng của tàu chiến HH30 trong cái siêu game 60 ngày. Thì 60 ngày siêu game đã kết thúc và đây là một cái siêu game vô cùng tuyệt vời. Thì đối với đội tàu chiến HH30, Thanh đã thấy có những sự thay đổi rõ rệt của tất cả các thành viên. Các bạn đã có tinh thần kỷ luật, đã có thể thay đổi tư duy và cách làm. Các bạn tự tin hơn trong cái việc là live stream, trong cái việc quay video cũng như là trong cách viết content. Đặc biệt với 6 thành viên được giao nhiệm vụ live stream để đào tạo chéo trong nhóm thì Thanh thấy tất cả các thành viên đều rất cố gắng và nỗ lực trao đi những cái giá trị vô cùng tuyệt vời. Các bạn vô cùng có trách nhiệm, có tinh thần trong cả các cái nội dung và hầu hết 6 nội dung live stream đào tạo của HH30 vô cùng là ý nghĩa. Các bạn trong nhóm đã học hỏi được những kiến thức qua nhau và học xong các bạn đã áp dụng ngay trong cái việc làm của mình. Tuy nhiên thì siêu game 60 ngày HH30 cũng có một số cái điểm yếu như sau. So với cái thời gian ban đầu ấy, thì khoảng 2/3 thời gian còn lại tinh thần của các chị em rều rạ hơn. Các chị em không, cái việc tương tác của các chị em nó kém đi và cái tinh thần nó có phần sa sút. Và cái thứ hai nữa là 21 thành viên thì có một thành viên đã bỏ cuộc giữa chừng, một thành viên thì tham gia trong cái siêu game có bầu nên nghén, nên là cái thử thách số 1 thì thử thách thể dục đã không có chăm chỉ đều đặn được. Tuy nhiên là tất cả các cái thành viên của đội HH30 đã
chiến đấu vô cùng cuồng nhiệt, đã luôn luôn giữ cái tinh thần kỷ luật và luôn luôn hết mình với những cái thử thách của siêu game. Và Thanh mong rằng Thanh thay mặt cho tất cả những thành viên trong HH30 cảm ơn Boss Trang Nhung Đào cũng như là công ty dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương, và mong rằng Boss sẽ đưa ra nhiều những cái chương trình ý nghĩa như vậy nữa để chị em có thể học hỏi, có thể rèn luyện và có thể vươn lên.